mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm nước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ở mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ rất cao như núi, không bao giờ trả xong. Nhân ngày rằm tháng Tết, tìm lại những ngày tháng êm đềm, âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha, vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha để tạo niềm tin nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử phụ tử mới bao la thiết tha làm sao để thấu hiểu được công lao to lớn đó. Mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ. Đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng. Chính vì đó mà đã từ lâu đời, cứ mỗi độ xuân về, cha mẹ lại thêm một tuổi, thì các cấp ủy đảng cũng như các gia đình tổ chức lễ mừng thọ để tỏ lòng thành kính biết ơn đến những bậc cha mẹ. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục
tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha. Thank you.
chạy vào tim con, mái tóc trơn đã dư. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió trong ngày tan ngày bệ dâu. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, vui cô thân một mình nơi xứ lạ người xa.
mắt vô cầu long lanh. Vì là chị hai đi chơi hội, vì là anh hai đi chơi hội, từng đường làng trên xóm dưới xôn xao một ngày xưa. Chồng đã xuống bê danh đi, dòng người hối hả đường xuôi. Câu hát xưa gửi xuân thì việc chầu đượm duyên hoa. Bao hầu dài lùa mềm tiếng thơ mang nắng về hồi xưa. Bye.
đôi mắt buồn mà mãi dõi theo. Nhà mình nghèo tuy không tiền không bạc, nhưng sống sao phải cho sạch cho thân. Nhớ nghe con lời mắng dài sớm hôm, ráng học hành để tương lai tươi sáng. Yeah.
Vâng, xin hết ạ. Thank you.
niềm vui tôi cay đắng tôi hờn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, để tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong môi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con không thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, là mẹ cha là con mơ tìm. Hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thân xuyên ôi nồng say.
quý vị ơi, với các khúc đoàn Xuân Ca cùng với hai tiếng hát rất là ngọt ngào của hai cô ca sĩ xinh đẹp Ngọc Bích và Hồng Nhung thì có lẽ là rất hay đúng không ạ? Chính vì vậy mà những tràng vỗ tay của quý vị có phần khiêm tốn khi mà đang mải mê cảm xúc với ca khúc đoàn Xuân Ca. Và bây giờ thì ca khúc đã hết rồi, đại gia đình có thể vang lên một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để không khí trong lễ mừng thượng thọ của cụ bà thật tưng bừng ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể quý vị khách quý cùng các con, các cháu trong đại gia đình của cụ. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với mỗi người con, người cháu của cụ bà Đặng Thị Nhâm. Khi mà nhờ phúc ấm tổ tiên thì ngày hôm nay cụ bà đã được mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu Thảo Hiền với 80 tuổi xuân. Và còn hạnh phúc nào hơn với mỗi người con, người cháu khi mà bà, mẹ, cụ của mình dù tuổi đã xế chiều nhưng nụ cười vẫn luôn tươi vui, rạng ngời niềm hạnh phúc và luôn mạnh khỏe bên các con, các cháu. Và ngày hôm nay chính là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa để các con, các cháu của cụ long trọng tổ chức lễ mừng thượng thọ 80 xuân. Và ngày hôm nay, đại gia đình của cụ rất vui mừng và hạnh phúc khi được đón nhận những lời chúc thọ cùng với sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, các quý vị khách quý. Ngày hôm nay đã dành những thời gian của mình trở về để chung vui và cùng chúc mừng tới gia đình, chúc thọ tới cụ bà trong lễ mừng thượng thọ 80 xuân. Và các con, các cháu trong đại gia đình cũng đã sửa soạn đại tiệc, trước là để tạ ơn trời đất, kính lễ tổ đường và sau đó là để cảm ơn và trân trọng kính mời các cụ, công, các bà cũng như các quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly cạn chén để cùng chung vui với gia đình trong bữa tiệc thân mật ngày hôm nay. Và cho tới giờ phút này thì những lễ nghi đã hoàn tất và cũng đã tới giờ dự tiệc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, kính mời trở lên sân khấu sự hiện diện của con trai trưởng của cụ, đó chính là anh Nguyễn Hồng Phương, sẽ thay lời cho các con, các cháu cũng như đại gia đình trở lên sân khấu để có những lời phát biểu cảm ơn cũng như có những lời mời trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các anh, chị em, con cháu bên nội, bên ngoại, bạn bè, khách quý của gia đình. Năm nay, nhờ ơn tổ ấm, mẹ tôi được lên tuổi thượng thọ 80. Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần, gia đình có tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ tôi. Không biết nói gì hơn hết, tôi xin thay mặt cả gia đình xin cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Nhân dịp đầu xuân mới, tôi thay mặt gia đình xin kính chúc quý vị khách quý, anh chị em, con cháu bên nội bên ngoại năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Nay gia đình có tổ có sửa lưng cơm để tạ ơn trời đất và kính trình tổ tiên. Giờ đã tới giờ khai tiệc, tôi thay mặt gia đình xin kính mời toàn thể quý vị khách quý, anh chị em, con cháu bên nội bên ngoại ra rượu, nâng ly uống rượu để mừng thọ cho mẹ tôi và chúc phúc cho gia đình. Xin kính mời. Quý vị thân mến, và vừa rồi thì chúng ta đã đón nhận những lời phát biểu cảm ơn, những lời chúc tốt đẹp và những lời mời rất chân thành của con trai trưởng của cụ tới sự hiện diện của toàn thể quý vị hôm nay. Và cũng như theo lời mời của đại gia đình thì kính mời các cụ, ông, các bà cũng như các quý vị, chúng ta sẽ cùng ra rượu, cùng nâng ly cạn chén để chúc mừng cho lễ mừng thượng thọ 80 xuân của cụ bà Đặng Thị Nhâm chính thức được bắt đầu. Thank you.
tới quý vị thân mến. Và lời nói đầu tiên, MC Hồng Quyết cùng với tất cả các con, các cháu của cụ gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào xuân mới an khang thịnh vượng, để rồi được lớn lên trong vòng tay yêu thương dạy dỗ của ông bà cha mẹ, và khi khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất, có một gia đình hạnh phúc với những người con, người cháu ngoan hiền hiếu thảo, thì đó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người chúng ta. Để rồi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ được ví như ơn sâu nghĩa mẫu sơn hải tựa, sinh thành công phụ thái sơn cao. Dù cho các con, các cháu có hiếu thảo đến hết cuộc đời thì cũng không thể báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Để rồi ngày hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần, khi mà không khí tưng bừng sắc xuân đang tràn về trên khắp mọi miền quê hương đất nước, thì tại tư gia của gia đình con trưởng ở cụ bà Đặng Thị Nhâm, một bầu không khí ngập tràn niềm vui hạnh phúc đã đến với các con, các cháu của cụ. Khi mà ngày hôm nay, nhờ phúc ấm tổ tiên, cụ bà Đặng Thị Nhâm đã được thượng thọ 80 xuân. Và đây chính là một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa để các con, các cháu của cụ được thể hiện lòng biết ơn, tấm lòng hiếu thảo tới mẹ, tới bà của mình. Và đây cũng chính là lý do vui mừng để đại gia đình của cụ được chào đón sự hiện diện và những lời chúc thọ của các quý vị. Xin hãy vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúng tôi được cảm ơn tới tất cả quý vị đã hiện diện trong lễ mừng thượng thọ của cụ bà hôm nay ạ. Vâng ạ, và cùng với sự hiện diện của quý vị thì chúng tôi rất là mong muốn rằng với những lời chúc thọ của quý vị, chúng ta sẽ cùng gửi tới cụ bà Đặng Thị Nhâm với tuổi thượng thọ 80 xuân. Chúng con xin được kính chúc cụ bà sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe bên con cháu Thảo Hiền, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, an khang trường thọ, luôn là cây cao bóng cả, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần để cho các con, các cháu của cụ sẽ vững bước phát triển trong cuộc sống và hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng. Năm nay nó là được nhờ tổ ấm, mẹ tôi được thượng thọ 80. Tôi hôm nay tất cả con cháu của mẹ sinh ra, rồi toàn thể bạn bè khách quý, cũng như coi như là anh em con cháu bên nội bên ngoại về để mừng thọ cho mẹ. Thôi là anh trưởng không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn mẹ đã sinh thành ra năm anh em chúng con. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Thưa quý vị, chỉ cần bấy nhiêu thôi đúng không ạ? Không cần phải nói nhiều, nhưng mà tất cả những hành động, tất cả những tình cảm và lòng biết ơn của các con đã được thể hiện qua những hành động, qua những ngày tháng qua mà các con đã báo hiếu. Và bây giờ đây thì trên nét mặt của mẹ đã rạng ngời lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi mà ngày hôm nay các con, các cháu của mẹ đang rất là phấn khởi để tổ chức lễ mừng thượng thọ 80 xuân của mẹ. Và bây giờ đây thì xin mời ạ, các con sẽ dành tặng những lời chúc thọ tới mẹ của mình với phong bao lì xì để chúc mẹ sẽ sống lâu hơn 100 tuổi, luôn vui vẻ bên con cháu Thảo Hiền ạ. Xin mời các anh, các chị. Cầu cho cha mẹ thanh nhàn, chúc cho cha mẹ an khang tuổi già. Vâng, đang đến gần bên người mẹ kính yêu của mình, đó chính là những người con trai, con gái, con dâu, con rể của mẹ, với tất cả lòng biết ơn và những mong muốn tốt đẹp để dành tặng tới mẹ của mình. Mong rằng mẹ của chúng con sẽ luôn luôn mạnh khỏe, sẽ luôn nở những nụ cười thật tươi vui bên các con, các cháu, và mẹ sẽ là một chỗ dựa tinh thần để cho các con sẽ luôn được hạnh phúc, được phát triển trong cuộc sống này. Vâng ạ, mẹ ơi. Vâng ạ, cháu trai của bà đang rước bánh để bà nội sẽ cắt bánh chính thức chúc mừng cho lễ mừng thượng thọ 80 xuân. Thưa quý vị thân mến, tầng bánh ngọt ngào trong lễ mừng thượng thọ của cụ bà hôm nay
thật là tròn trịa và đông đầy, cũng tượng trưng cho một mái ấm gia đình hạnh phúc của cụ bà và sự ngọt ngào của bánh trong ngày lễ mừng thượng thọ hôm nay, cũng tượng trưng cho dòng sữa mẹ ngọt ngào đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cho con mình được khôn lớn trưởng thành và đã gặt hái được thật nhiều những thành công trong cuộc sống. Những tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúng ta cùng chúc mừng cho niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình ạ. Vời vời non cao, ơn dưỡng dục, nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông. Và ngày hôm nay tiếp tục thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình, thì em xin mời ạ, con trai trưởng của mẹ. Xin mời anh Nguyễn Hồng Phương sẽ thay mặt cho tất cả các con, các cháu để dâng rượu, kính rượu lên mẹ của mình. Xin mời ạ. Mẹ ạ. Vâng ạ, quý vị thân mến, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, và thật là trọn đời một nắng hai sương, nhọc nhằn vất vả vì thương con mình, nói sao cho hết ân tình, công cha nghĩa mẹ hy sinh tháng ngày. Với ly rượu ngọt ngào nồng ấm cũng chính là lòng hiếu thảo của những người con trai, con gái, con dâu, con rể đang kính rượu tới mẹ của mình. Xin được cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã nhọc nhằn vất vả, đã không quản ngại những tháng ngày gian nan để nuôi dạy và dìu dắt cho chúng con khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay chúng con đã yên bề gia thất. Cảm ơn mẹ thật nhiều đã cho chúng con một bầu trời yêu thương, hạnh phúc. Và chúng con xin được kính chúc mẹ sẽ thật mạnh khỏe, luôn vui vẻ bên các con, các cháu. Và chúng con sẽ thật là hạnh phúc khi mà ngày hôm nay, cho dù mẹ của chúng con tuổi đã xế chiều, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng ngời trên nét mặt phúc hậu của mẹ. Và với ly rượu này, kính chúc mẹ của chúng con luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ bên các con, các cháu. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, an khang trường thọ. Chúng ta hãy cùng nâng ly lên được không ạ? Hãy cùng nâng ly để cùng với các con, các cháu của cụ chúc thọ tới cụ bà trong lễ mừng thượng thọ 80 xuân ngày hôm nay ạ. Cả nhà mình ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Chúc mừng! Xin mời! Thật tuyệt vời, xin được cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà. Cảm ơn các quý vị khách quý cùng với họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm đã dành những thời gian của mình trong ngày hôm nay để trở về với tư gia gia đình, chung vui và cùng chúc thọ tới cụ bà Đặng Thị Nhâm với tuổi thượng thọ 80 xuân. Chúc toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đón chào một mùa xuân mới an khang thịnh vượng. Và đặc biệt, những lời chúc của toàn thể quý vị sẽ là một món quà thật ý nghĩa để ngày hôm nay chúng ta sẽ gửi tới của bà Đặng Thị Nhâm trong lễ mừng thượng thọ 80 xuân. Chúc cụ sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ luôn vui vẻ và an khang trường thọ. Xin được chúc mừng. Vâng, các con, các cháu. Năm dâu những ngày đắng cay, cho con gánh cả đôi vai thân còn lặng lẽ. Và em xin mời các con của mẹ sẽ nán lại sân khấu ạ, để cùng với các cháu nội cháu ngoại của bà lưu lại những bức hình thật là đẹp và thật là tuyệt vời. Mẹ ơi, sông biển ra rào, con sao gánh em. Xin mời các cháu nội cháu ngoại. Mời các cháu nội, cháu ngoại và các chắt của cụ sẽ trở lên sân khấu để lưu lại những bức hình thật là đẹp của đại gia đình mình trong ngày hôm nay. Mẹ già đã sắp xa cây, lờ đâu lá rụng.
tội này gánh sao. Mẹ trắng da mồi thương lắm mẹ ơi, giờ đây mẹ bước vào tuổi 80, lệ mừng vui trong gia quyến, muộn phiền trong con tan biến, chỉ bên mẹ là xuân thắm tươi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ân, gia đình hạnh phúc nghĩa thầm ân, xuống vầy tánh hì nam xuân đó, ngắm cảnh vui lấy đẹp bội phần. Chúc cho mẹ vui sống bình yên, vẫn còn bao hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Tóc trắng da mồi thương lắm mẹ ơi, giờ đây mẹ bước vào tuổi 80, lệ mừng vui trong gia quyến, muộn phiền trong con tan biến, chỉ bên mẹ là xuân thắm tươi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ân, gia đình hạnh phúc nghĩa thầm ân, xuống vầy tánh hì nam xuân đó, ngắm cảnh vui lấy đẹp bội phần. Chúc cho mẹ vui sống bình yên, vẫn còn bao hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Một nụ hoa con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Là nhiều.
lên gái. Gọi đông lên gái. Gọi bà. Đức ơi. Gọi đông lên gái. Vâng, alo. Lời đầu tiên tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị quan khách đã có mặt trong hội trường hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay rất vui chúng tôi được biết ngày hôm nay ơn thiên địa nhờ tổ ấm và nhờ trời nhờ Phật, cụ bà Đặng Thị Nhâm được lên tuổi thọ là tròn 80 tuổi, thì các con các cháu là những người bạn làm tổ chức sự kiện cùng với anh Nguyễn Phương Nam hôm nay được về đây để tề tựu cũng như là hội tụ để chúc mừng cụ nói riêng và chúc mừng đại gia đình nhà ta nói chung. Chúc cụ sang năm Nhâm Dần cụ luôn luôn mạnh khỏe, bình an và phúc lực ngập tràn. Đặc biệt là chúc cả toàn gia nhà ta sang một xuân mới luôn bình an, mạnh khỏe và phúc lực ngập tràn, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Và tất cả hội trường chúng ta trong ngày hôm nay cũng thật vui vẻ để mừng cho đại gia đình nhà cụ ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn tới tất cả. Yeah.
xuống đầy đầy nỗi anh mãi mãi ơn trong gió hồi linh anh tìm ai tìm ai anh mãi tìm em tìm em trong con khắc ghi trọn đời không phai nhòa hôm nay con về mừng thọ mẹ cha dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan hôm nay vui về gia đình đoàn viên trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm cầu mẹ cha sống bình an suốt đời.